khám phá bảy làng cổ tích khiến du khách ngỡ ngàng vì quá đẹp. Website về khoa học và giáo dục nổi tiếng đã chọn ra bảy địa điểm cổ tích trên thế giới. Đây là những ngôi làng tuyệt đẹp, khi đến đây du khách sẽ ngẩn ngơ không nói nên lời. 1. Làng chài Cửa Vạn, Việt Nam. Một làng chài tuyệt đẹp tên là Cửa Vạn nằm ở vịnh Hạ Long. Làng chài nổi này là một trong những làng chài lớn nhất thế giới, chỉ có thể đến đó bằng thuyền. Những người dân sống trong ngôi làng này sống nhờ lộc từ biển cả. Tất cả người dân ở đây sống trong những ngôi nhà xinh đẹp trên bè, trong số đó người ta thậm chí có thể nhìn thấy một trường học. 2. Hát Sệt Áo. Tại đây, trên sườn núi, bạn sẽ tìm thấy những ngôi nhà xinh đẹp được bao quanh bởi hồ nước trong xanh. Nơi sinh sống của những chú thiên nga rực rỡ nổi trên hình ảnh phản chiếu của dãy núi Alps. Dân số của Hallstatt không vượt quá 1.000 người và vị trí của nó rất độc đáo vì nó nằm trên một dải đất hẹp giữa dãy núi Alps tuyệt đẹp và hồ Hallstattersee. 3. Làng Simien La Vieuxtone ở Provence, Pháp. Mọi thứ bạn cần để thư giãn đều có ở đây: bầu trời xanh, cánh đồng hoa oải hương, dãy núi Alps, món ăn địa trung hải, lễ hội mùa hè của âm nhạc cổ xưa và nét quyến rũ khó quên của Provence. Một trong những điểm thu hút chính của nơi này là Château d'Aigun, một lâu đài được xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Thị trấn được đặt tên theo một nhà tròn hình chóp hai góc trong lâu đài. 4. Marsquart, Malta. Marsquart là một làng chài đầy màu sắc trên đảo Malta. Không có báo ở bến cảng này và đó là lý do tại sao những ngôi nhà làm bằng đá sa thạch màu vàng nằm sát mặt nước, chỉ trở lại hai làn đường, một làn dành cho ô tô và một làn dành cho người đi bộ. Dân số của Marsquart chỉ khoảng 3.000 người. Hầu hết ở đây là những ngư dân tiếp nối nghề truyền thống như cha ông của họ. 5. Quần đảo nổi của hồ Titicaca, Bolivia, Peru. Ở biên giới Peru và Bolivia, trên hồ Titicaca có một bộ lạc tên là Yuru cư trú trên 42 hòn đảo nổi trên hồ. Những hòn đảo này được xây dựng từ mía 19 Gres, vật liệu tương tự được sử dụng để làm thuyền đánh cá. Mặc dù cách xa nền văn minh, người ta vẫn có thể nhìn thấy các tấm pin mặt trời trên những hòn đảo trồng mía này để người dân địa phương có thể xem TV. 6. Agrobo, Bỉ. Agrobo nổi tiếng với khu phức hợp bao gồm 1.400 tòa nhà Cholo được UNESCO công nhận là một phần của di sản lịch sử và nhân đạo. Cholos là những trang trại dân cư làm bằng đá vôi và là một ví dụ độc đáo về các tòa nhà có tường xây khô. Cái tên này xuất phát từ tiếng Latin Chola có nghĩa là mái vòm. 7. Monsanto, Bồ Đào Nha. Một khu định cư nhỏ với tên Monsanto được gọi là ngôi làng Bồ Đào Nha nhất của Bồ Đào Nha. Công ngàn ngữ địa phương ở Monsanto, bạn không bao giờ biết liệu một viên đá được sinh ra từ một ngôi nhà hay một ngôi nhà từ một viên đá, phản ánh rất chính xác sự độc đáo của kiến trúc địa phương. Những tảng đá đóng vai trò là bức tường và mái nhà của một số ngôi nhà. Những ngôi nhà nhỏ mái ngói đỏ ẩn hiện dưới những tảng đá granite khổng lồ, những con đường nhỏ hẹp như được tạc từ đá bởi người khổng lồ.